Nữ nghệ sĩ lao đao vì bất ngờ bị tai biến, khán giả xót xa vì biến cố bệnh tật. Nghệ sĩ Tấn Bell chịu hậu quả nặng nề sau cú ngã cầu thang, phải điều trị châm cứu suốt một năm qua. Ca sĩ Tố My có dấu hiệu đột quỵ, đại nhận ở tuổi 32 bị bạo bệnh chỉ sau một đêm. Mai Trần dù bệnh vẫn đi diễn. Tấn Bell, ngày 5 tháng 9, Tấn Lộc, con trai diễn viên Tấn Bell cho biết cha anh bị tai biến mạch máu não giữa năm 2023 sau một đêm ngủ dậy. May mắn được người thân phát hiện kịp thời đưa đi cấp cứu, tình trạng Tấn Bell hiện tiến triển tốt, có thể đi lại, trò chuyện một số câu đơn giản nhưng phải tiếp tục tập vật lý trị liệu ở thành phố Hồ Chí Minh. Tấn Bell được vợ và một số người thân túc trực chăm sóc, dù vậy, bác sĩ vẫn chưa xác định khi nào diễn viên phục hồi hoàn toàn, cũng không chắc chắn về cơ hội có thể trở lại sân khấu. Lúc Tấn Bell gặp bạo bệnh, gia đình chưa lên tiếng vì không muốn làm khán giả lo lắng, đồng thời để giữ hình ảnh đẹp về anh. Nhưng đoạn video diễn viên dùng cơm trưa tại một trung tâm phục hồi trị liệu được lan truyền khiến nhiều khán giả lo lắng do muốn tránh các tin đồn không hay. Gia đình diễn viên tiết lộ về tình hình sức khỏe của anh trước khi bị đột quỵ. Tháng 3 năm 2023, nghệ sĩ Tấn Bell còn bị ngã cầu thang, rơi tự do hơn 10 bậc, bất tỉnh, cú ngã gây chấn thương phần mềm, khiến Tấn Bell bị đau nhức phần lưng, hông, ngồi và nằm khó khăn. Thời điểm đó, Tấn Bell cho biết không vào viện kiểm tra vì không thấy cần thiết. Tố My là một trong những nữ ca sĩ quen mặt với khán giả trong nước lẫn hải ngoại. Năm cuối 2023, nữ ca sĩ bất ngờ chia sẻ bản thân bị tiền đột quỵ khiến nhiều người bàng hoàng. Vào tháng 12 năm 2023, Tố My cho biết trong lúc quay trở về Việt Nam sau chuyến lưu diễn tại Mỹ, nữ ca sĩ bị đau đầu suốt chuyến bay. Đến tối muộn ngày 10 tháng 12 năm 2023, Tố My đau đầu nặng kèm buồn nôn, sau đó nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115, thành phố Hồ Chí Minh. Tố My được bác sĩ chẩn đoán có dấu hiệu tiền đột quỵ, mạch máu não bị tổn thương, nguyên do có thể vì ca sĩ suy nhược sau chuyến lưu diễn kéo dài và sự chênh lệch múi giờ, nhiệt độ lớn giữa hai quốc gia. Nếu nhập viện chậm trễ có thể nguy hiểm. Biến cố sức khỏe mà Tố My gặp phải khiến nhiều khán giả bất ngờ. Nhiều người mong nữ ca sĩ không làm việc quá sức, cân bằng cuộc sống với công việc để tránh xảy ra những việc tương tự. Đại nhân, ngủ dậy. Nam ca sĩ 32 tuổi cảm giác tay chân cứng đơ, miệng méo nên hoảng sợ la lớn và được gia đình đưa vào viện kịp thời. Tháng 2 năm 2019, ca sĩ Đại Nhân chia sẻ sau khi ăn trưa anh đau đầu muốn đi ngủ, khi tỉnh giấc anh không cử động được chân tay, cố lăn xuống giường nên bị ngã đập đầu. Khi người nhà vào, Đại Nhân có dấu hiệu bị liệt nửa người như mặt méo, tay chân cứng, được đưa ngay vào bệnh viện. Kết quả chụp CT cho thấy Đại Nhân bị tắc nghẽn hết mạch máu não chính, tình trạng tiêu cực do phát hiện trễ. Các bác sĩ quyết định can thiệp nội mạch đặt stent để tái thông mạch máu não ngăn tái phát, giúp bệnh nhân hồi phục những tổn thương ở hệ thần kinh mà thuốc điều trị không thực hiện được. May mắn là anh đã vượt qua được biến cố bệnh tật và quay về với nhịp sống của mình. Năm 2022, anh thông báo ngừng hoạt động nghệ thuật, sang Mỹ định cư khiến người hâm mộ bất ngờ. Mai Trần, cùng năm đó, nghệ sĩ Mai Trần cũng khiến khán giả lo lắng vì bị tai biến ngay khi đang đi quay và phải nhập viện gấp. Nghệ sĩ Mai Trần được xét nghiệm nghẽn động mạch vành và động mạch chủ, cơ thể có 6 động mạch truyền máu từ tim lên não thì ông gần như bị tắc nghẽn gần hết, bị vỡ mạch máu bán cầu não trái vào mùng 3 Tết Kỷ Hợi. Thế nhưng diễn viên kiêm đạo diễn Mai Trần vẫn chạy theo lịch quay phim ở tận Long Hải, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khi vừa xuất viện được ít ngày. Sau khi trải qua biến cố bạo bệnh, sức khỏe của ông cũng không còn tốt, di chứng từ căn bệnh khiến trí nhớ Mai Trần sa sút, lúc nhớ lúc quên nên ông không thể tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Dù đã rời xa showbiz khá lâu nhưng diễn viên Mai Trần hạnh phúc khi được một số đồng nghiệp nhớ đến và mời đóng phim. Gần nhất, ông tái xuất trong dự án Đất Rừng Phương Nam của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Mai Trần tâm sự dù trí nhớ kém hay quên thoại nhưng ông luôn được đoàn phim cổ vũ, động viên trong suốt quá trình ghi hình.